Cẩn thận đó. Hai này cũng vậy nghe. Nguyên Nương à, sắc mặt của nàng hôm nay đỡ nhiều rồi. Dạ phải, ngủ được một giấc thiếp cảm thấy khỏe lại nhiều. Hôm trước thiếp thấy hơi đau bụng, chắc là thai nhi hành thôi. Còn Lục tỷ có sao hay không vậy? À, ta không sao. Theo muội nghĩ cũng nhờ đại tỷ thường đi chùa nên trời đất phù hộ, Bồ Tát phù hộ cho tỷ muội ta đều bình an thì có. Ừ, tốt lắm. À, ta có một ý này. Sáng sớm ngày mai ta cùng các nàng đi thắp hương để Bồ Tát phù hộ cho ta, sớm ngày có con bồng cũng mừng vậy. Dạ phải, thiếp cũng đang định đáp tạ thần ơn. Ừ. Phải đó, muội cũng muốn đi để cầu bình an cho phủ ta. À, Kim Liên, nàng và Tiểu Lâu cứ giờ ở nhà đi, dặn dò mấy đứa vào bếp hầm sẵn thuốc dưỡng thai có hay hơn hay không hả? Bộ tẩu cũng có thai hả? Khi có thai rồi trả lộc cũng chưa muộn mà. Tiểu muội lựa lời mà nói chứ. Đan, chủ nhân có gì sai khiến? Ngươi lập tức dặn kiều phu chuẩn bị sẵn kiệu đi, sáng sớm mai ta phải đi sớm đó. Dạ chủ nhân. Thất nương, làm như vậy là thất đức lắm. Do ta sai ngươi làm, nếu có tổn thì tổn phước của ta thôi. Nhưng không may để chủ nhân biết được sẽ đánh tôi chết. Ta chỉ nhờ ngươi sửa đổi được chút cái gánh kiệu mà thôi. Tới lúc đó có chuyện gì thì đổ tội cho kiểu phu, có gì mà phải sợ. Nếu không may hại tứ nương bị hư thai như vậy á vậy. Tứ nương không bao giờ bị hư thai đâu. Ta không ngại nói cho ngươi biết là ả mang thai giả đó. Là giả thật sao? Nè, ngươi chỉ nhận trách nhiệm dạch mặt ả để cho lão gia khỏi bị ả gạt thôi. Cái gì nữa? Nhớ là phải làm cho thật gọn gàng, đừng để ai bắt gặp. Ngươi chịu giúp cho ta thì từ nay sẽ có lợi cho ngươi. Vậy nếu mà ngươi không giúp ta thì từ đây có xảy ra chuyện gì cũng đừng có trách ta đó. Thôi được, thất nương, để tôi giúp ngươi. Dạ chủ nhân. Còn gánh kiều của đại nương đâu? Bẩm chủ nhân, vừa rồi kiều phu phát hiện thấy sáo của gánh kiều đại nương bị mọt ăn, hiện đang sai người sửa lại rồi, cho nên hơi trễ một chút. Sao con chịu kiểm tra trước khi lên đường, bây giờ mới phát hiện ra vấn đề? Còn không mau đi. Dạ. Đại nương. Đại tỷ, tỷ thấy mệt hả? Trời nắng quá. Con nghe rõ chưa? Dạ. Mau đi hỏi chúng đi. Dạ. Đại tỷ à, nếu tỷ thấy mệt không nên đứng ở ngoài nắng nữa, hay là tỷ cứ ngồi kiệu của muội đi. Lão gia, hay là người đi trước đi nha, lát nữa thiếp sẽ ngồi kiệu của đại tỷ, vậy là được rồi. Vậy cũng được. Nguyên nương, ta dìu nàng lên kiệu trước. Ngũ nương, chủ nhân có dặn là không cần mình đi tiễn họ mà. Miệng của người nói là khỏi thôi, biết đâu trong lòng muốn thì sao. Lại đi. Ủa, ngủ muội, sao mãi tới giờ mới đến tiễn lão gia vậy? Người đi xa rồi. Có chuyện gì vậy? Đại nương, đại tỷ. Nguyên nương. Đại nương, đại tỷ, người có sao không đại nương? Nguyên nương. Đại tỷ. Nàng có sao không vậy? Đại tỷ. Có sao không? Đại nương. Lão gia, đại tỷ bị xuất huyết rồi kìa. Mau dìu đại nương vào trong đi. Cho thêm người hầu ra. Dạ. Từ từ thôi. Cẩn thận nha. Từ từ thôi. Lập tức mời đại phu đi. Tứ nương có sao không? Tuyết Nga, nàng sao rồi? Sao lại không sao chứ? Đồ đàn bà đê tiện. Lão gia, tiếp lôi ả về phủ. Dạ. Lão gia, đừng mà lão gia. Đi. Đừng mà lão. Đi. Gia. Lão gia. Đi. Lão gia, đừng mà. Buông ta ra. Lục muội cứu ta với. Sao hả đại phu? Cái thai có giữ được không? Xin lỗi lão gia, bào thai không giữ được. Không giữ được sao?
Thiếp xin lỗi lão gia, thiếp thật vô dụng, không giữ được giọt máu của lão gia. Không phải lỗi tại nàng đâu. Ta biết là do kẻ nào làm rồi. Tú Xuân, nhớ lo cho đại nương. Dạ lão gia. Lão gia không liên can tới thiếp đâu. Câm miệng. Tiện nhân, nói mau. Ngươi sai người làm hư kiệu Nguyên An ngồi đúng không? Không có đâu lão gia, dù gan thiếp có lớn cỡ nào cũng không dám làm như vậy đâu. Ngươi không dám, bào thai giả còn dám gạt ta? Cái gì mà không dám chứ? Lão gia, thiếp giả có thai cũng chỉ đổi lấy lòng chiều chuộng của người để khỏi chịu cảnh cô độc thôi mà. Thiếp không có hại ai cả lão gia. Tại sao không có kiệu nào mụn mà chỉ có kiệu của ngươi thôi? Sao thiếp lại làm hư gánh kiệu của mình chứ? Chẳng phải tự hại mình hay sao? Thiếp thật sự không hiểu tại sao lão gia phải điều tra để minh oan cho thiếp. Chắc chắn có người vu oan cho thiếp mà. Tứ tỷ, tỷ nói vậy tức là nghi ngờ mọi người rồi. Lão gia, ở đây đâu có ai thâm độc như vậy đâu. Ngươi đừng hòng kéo theo ai chịu tội. Lòng dạ ngươi hạn hẹp, xưa nay ta vẫn biết mà. Nhưng ta thật không ngờ ngươi lại tích hận để bày mưu hại Nguyên Nương như vậy. Lão lòng gia, dạ của ngươi thật độc ác. Lão gia, thiếp thật sự không có hại đại tỷ mà. Không hả? Không hả? Không hả? Không hả? Không nè. Không nè, không nè, không nè, không, không hả? Lục muội, muội làm ơn thay tỷ nói vài lời với lão gia đi. Xưa nay lão gia tin muội nhất, nhất định sẽ tin lời muội mà. Tỷ quả thực bị oan. Tứ tỷ à, lần này tỷ hại đại tỷ, biết đâu chừng lần tới sẽ tới lượt muội, sao tỷ lại nhẫn tâm hại cốt nhục của lão gia chứ? Ta không có làm thật mà. Tất cả các người đều muốn hại ta, các người ai cũng muốn ta chết hết. Ta không có thật mà. Lôi ả ta tới đây. Dạ, đi. Đừng. Ê. Đừng mà. Không nhận hả? Không nhận nè. Có nhận chưa? Nhận chưa hả? Bây giờ có ai xin xỏ cũng vô ích thôi. Lần này ta nhất định không tha cho ngươi. Lão gia. Đồ đê tiện, ta nể tình ngươi theo ta bấy lâu, bây giờ cho ngươi hai con đường để chọn. Một là ta báo quan, đừng, nhờ quan phủ xét xử. Đừng mà. Thứ hai, buộc ngươi xuống tóc đi tu. Đừng mà, ta không chịu đâu. Hai điều ta đều không chịu hết. Ngươi không chọn, ta chọn cho ngươi. Ngươi đâu, lấy cái kéo cho ta. Dạ. Đừng, đừng mà lão gia. Đừng mà lão gia. Đừng mà lão gia. Lập tức lội ả vào biếu đường. Từ nay cấm bước vào Tây Môn Phủ này. Nếu không đừng trách ta không niệm tình.